uống sữa nữa. Ngoài ra không cần ăn gì. Được không? Con đúng có chút của em không? Con có ạ. Thế Yên Nhi về, Yên Nhi chia có chia phần ăn cho em Happy không? Chia chia phần ăn có kẹo có chia cho em Happy không? Thế Yên Nhi thích ăn gì nhất? Thích ăn 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 cái gì? Thích ăn món gì? Có thích uống sữa không? Hay là chả thích ăn món gì? Chưa nghĩ ra. Ăn nhiều ba món quá bây giờ chưa nhớ được món nào. Thích món gì nhất thì để bác hỏi là có chia món đấy cho Happy không? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Không phải búp bê, đừng có vận động. Thơm Happy cái nào. Rồi thơm vào đầu. Thơm vào đầu Happy. Trời ơi yếu quá. Rồi. Đúng rồi, vuốt thật nhẹ. Trời xinh gái quá.